xin anh làm cái màn hình như vậy, em nhìn em thấy chả thấy đường ấy. Không thấy đường. Giờ em muốn nhìn đấy, cả màn hình thì giờ em quay lại thì quay kiểu gì? Quay, anh gắn bằng điện thoại ra đằng trước xong rồi anh quay ngửa cái lên. Không quay được. Vậy tháo cái này ra. Mặt này đây không được à? Vậy phải tháo cái này ra.